Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, thông qua đường dây nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, chúng tôi có nhận được những ý kiến phản ánh về tình trạng biến đổi màu nước sinh hoạt tại thành phố Bắc Giang và một số vùng lân cận đang khiến người dân băn khoăn lo lắng. Vậy thực hư vấn đề này như thế nào? Phóng viên thực sự đã tìm hiểu và làm rõ những nội dung mà người dân đã phản ánh trong phóng sự dưới đây. Vài ngày nay, ông Giáp Văn Hoàn ở thôn 284, xã Quế Nham, huyện Tân Yên có thêm một công việc mới: quan sát nguồn nước sinh hoạt cấp đến gia đình vào mỗi buổi sáng. Điều này là bởi từ hơn một tuần nay, gia đình ông phát hiện nước sinh hoạt có màu khác bình thường. Cách đây hơn một tuần đấy, thì hiện tượng là có hiện tượng nước nó vàng, nó cái kiểu cái chất lượng nước là nó thay đổi cái màu sắc ấy. Không chỉ có gia đình ông Hoàn, thời gian gần đây ở một số khu vực thuộc mạng lưới cấp nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã xảy ra tình trạng nước sinh hoạt có màu vàng và hắc hơn bình thường, khiến người dân lo ngại. Một số gia đình không yên tâm đã tự kiểm tra chất lượng tại nhà, đồng thời phản ánh trực tiếp đến đơn vị cung cấp nước sạch. Chúng tôi thấy việc này là phản ánh là chính xác. Trước mắt chúng tôi tìm ra là có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là trong thời gian vừa qua công ty có thay đổi cái hệ thống thủy lực mạng lưới đường ống. Cái việc chúng tôi tăng cường công tác bơm và thay đổi cái việc đóng mở một số van. Đây cũng là một nguyên nhân nó xảy ra cái việc là sục cạn, cho nên có thể xảy ra màu vàng. Và nguyên nhân thứ hai, trong thời gian vừa qua, chúng tôi có chỉ đạo tăng cường cái việc châm cờ lo với cái liều lượng cao nhất theo quy chuẩn cho phép. Thì đây là một nguyên nhân có thể là do khí cờ lo với nồng độ cao tác động vào các cái cặn bẩn bám trên thành ống, nó tạo ra màu vàng như phản ánh của người dân. Như vậy, nguyên nhân của tình trạng nước sinh hoạt có màu khác lạ bước đầu đã được xác định. Tình trạng này không phải xảy ra đồng loạt mà chỉ xảy ra cục bộ ở từng khu vực. Doanh nghiệp cung cấp nước cũng đã kịp thời có những biện pháp khắc phục, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước ngay tại nhà máy xử lý. Chủ tịch hội đồng quản trị đã triệu tập cuộc họp đột xuất vào chiều ngày chủ nhật và đã chỉ đạo bộ phận nhà máy triển khai thực hiện một số nhiệm vụ. Các tổ trưởng, ca trưởng đều vào cuộc và thực hiện tất cả những chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo công ty, chỉ đạo phòng hóa nghiệm là giảm cái lượng cờ lo so với thực tế. Châm trước đây là từ 0,2 đến 1 theo quy chuẩn, nhưng chúng tôi đã giảm xuống còn 0,3 đến 0,5. Cái thứ hai nữa là thực hiện cái việc giám sát chất lượng thô, châm cờ lo theo điều chỉnh theo từng giờ, từng ngày. Và thứ ba nữa cũng tổng vệ sinh các cái bể. Khảo sát tại một số địa phương, gia đình có phản ánh về tình trạng nước sạch đổi màu thời gian vừa qua cho thấy tình trạng này đã được khắc phục. Nước không còn màu vàng và không còn đậm mùi clo như hơn một tuần trước. Nhân viên công ty lên cũng kiểm tra thường xuyên ấy, thì là lấy nước trực tiếp ở cái vòi ở đường ống của đường trục vào ấy. Thế thì cho đến nay thì cơ bản là cái đường ống đã bảo đảm, nghĩa là nó đã trở lại bình thường như trước rồi, nên không có hiện tượng gì. Bên công ty nước đã cử người xuống hỏi han và xúc lại cái đường ống, và sau đấy thì cũng hướng dẫn cho tôi là xúc rửa lại bể chứa nước của gia đình và đường ống. Đến hôm nay thì là mọi thứ đã ổn hơn, là bằng mắt thường nhìn thấy là nước đã màu sắc đã trở lại bình thường rồi. Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước mới đây nhất của đơn vị này do ngành y tế thực hiện cho thấy tất cả 13 chỉ số phân tích các mẫu nước ở bể chứa, trạm tăng áp và một số khu vực đều đạt so với tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam, không có mùi vị lạ, hàm lượng clo dư trong ngưỡng cho phép. Hiện nay, các tổ vận hành nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang vẫn thường xuyên kiểm tra chất lượng nước cấp và các hộ từng có phản ánh về chất lượng nước thời gian vừa qua.